Thưa quý vị và các bạn, đánh giá về vụ cháy nhà xưởng sang chiết ga trái phép tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Luật sư Phạm Kỳ Dương, Phó Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn Hà Trọng Đại và Cộng sự cho biết, đây là vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản, có dấu hiệu cấu thành tội phạm, tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Như đã thông tin ở các video trước, tối ngày 5 tháng 3 đã xảy ra vụ cháy nhà xưởng sang chiết ga trái phép rộng khoảng 300m² tại thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Kiểu như là cầu lửa, ấy. Cậu cứ hiểu như là cái quả bom nguyên tử của mà như xô người ta thử nó nổ lên, nó vòng còn lửa nó kinh như thế mà. Vụ cháy đã làm một xe bồn chứa khí ga và nhiều bình ga loại 12kg và 42kg bốc cháy. Sau đó lan sang nhiều máy móc, thiết bị khác như xe máy, quạt, máy bơm. Do vụ cháy có nhiều khí ga nên công tác chữa cháy rất phức tạp. Phải mất hơn 2 tiếng vất vả, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an huyện Thường Tín và công an thành phố Hà Nội mới dập tắt được đám cháy. Vụ cháy làm toàn bộ nhà xưởng bị thiêu rụi, đổ sập, một người tử vong và hai người bị thương nặng. Đây là một vụ hỏa hoạn được đánh giá là rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin TV về tính chất của vụ việc, luật sư Phạm Kỳ Dương, Phó Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn Hà Trọng Đại và Cộng sự cho rằng, theo Nghị định 87/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh khí, thì một trong những điều kiện tiên quyết để thương nhân đủ điều kiện hoạt động kinh doanh khí ga là phải đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, nhà xưởng trên của ông LVP, trú tại xã Khánh Hà, xây dựng trái phép từ cuối năm 2023 và đã bị Ủy ban Nhân dân xã lập biên bản vi phạm tới 2 lần nhưng không bị tháo dỡ. Sau đó, ông MVC thuê lại kho xưởng của ông P để thực hiện hành vi sang chiết ga trái phép khi chưa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định dẫn đến vụ cháy. Theo đó, có căn cứ để xác định hành vi vi phạm trên có dấu hiệu cấu thành tội phạm về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy quy định tại Điều 313 Bộ Luật Hình sự 2015 nên có cơ sở để khởi tố vụ án để điều tra. Cũng theo luật sư Dương, vấn đề trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước tại địa bàn trong vụ việc này cũng cần phải được xem xét kịp thời khi để cơ sở hoạt động trái phép gây hậu quả nghiêm trọng. Hình ảnh phóng viên Người Đưa Tin TV ghi nhận vào năm 2020 cho thấy khu vực nhà xưởng trước khi bị cháy chỉ là cánh đồng ruộng trồng hoa màu. Sau đó, một số đối tượng đã ngang nhiên đổ hàng vạn mét khối chất thải xây dựng để tạo mặt bằng. Thế nhưng Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hà lại không có biện pháp ngăn chặn, xử lý triệt để. Đến năm 2023, cả ngàn mét vuông đất ruộng đã biến mất. Thay vào đó là khu đất đã được quây tôn để sử dụng sai mục đích. Thậm chí, có khoảng 300 mét vuông được đổ cốt nền bê tông rồi xây dựng thành nhà xưởng, được đấu nối điện để sản xuất kinh doanh. Một chuỗi dấu hiệu vi phạm diễn ra trong nhiều năm. Dù Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hà biết và đã hai lần lập biên bản vi phạm nhưng không xử lý triệt để. Đến khi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra thì cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hà là ông Nguyễn Viết Bình và ông Dương Thanh Tuấn vẫn khẳng định đây không phải là cơ sở chiết nạp ga. Dù Ủy ban Nhân dân xã có biết hay cố tình không biết về cơ sở sang chiết nạp ga này thì trách nhiệm quản lý địa bàn của các vị lãnh đạo xã là khó tránh khỏi. Bởi nếu vi phạm trên được xử lý triệt để thì có lẽ vụ cháy thương tâm đã không xảy ra và không có ai bị thương vong. Không chỉ chậm trễ xử lý vi phạm đối với nhà xưởng trên, theo nghiên cứu tìm hiểu của phóng viên, năm 2021, Ủy ban Kiểm tra huyện Thường Tín còn có kết luận đối với 7 công trình vi phạm khác tại cùng khu vực này và buộc phải tháo dỡ, di rời. Tuy nhiên đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hà vẫn chưa thực hiện chỉ đạo của cấp trên để những công trình này ngang nhiên tồn tại suốt nhiều năm qua. Theo quan sát của phóng viên, mỗi nhà xưởng này rộng đến vài trăm mét vuông,
đều xây dựng trái phép, kinh doanh sản xuất các mặt hàng như nhựa, vải, kho bãi. Tất cả đều không đảm bảo về môi trường và phòng cháy chữa cháy. Trước cửa các nhà xưởng có cả chục tấn rác thải dễ cháy được chất ngổn ngang, kéo dài tràn xuống bờ sông Nhuệ, vốn đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Rác nhiều đến nỗi, người ta phải đốt cả ngày lẫn đêm, gây ô nhiễm môi trường. Nếu không may, lửa bén vào các nhà xưởng gần đó, thì hậu quả sẽ là rất lớn. Những vấn đề tồn tại trên không chỉ báo động về tình trạng vi phạm đất đai, môi trường, xây dựng nghiêm trọng, kéo dài trên địa bàn, mà còn cho thấy Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hà đang có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, xem nhẹ quy định pháp luật và chỉ đạo của cấp trên trong suốt một thời gian dài. Nếu Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội không thanh kiểm tra, xem xét trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hà và các cán bộ liên quan để làm gương, đồng thời chỉ đạo xử lý dứt điểm những vi phạm trên, thì hậu quả sẽ là khôn lường.